Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Việt Nam Japan TV, kênh chuyên test và giới thiệu đến anh em những sản phẩm âm thanh đến từ các cái thương hiệu của Nhật Bản anh em nhé. Đấy thì trước mặt anh em là một kiện hàng nữa em vừa mới về, là một con Delong DCDA 110 anh em nhé. Đấy, và con này là con của anh khách đã đặt bên em là một set là gồm có một con âm ly A110 và một con DCDA 110 anh em nhé. Đấy thì nó hôm nay con âm ly thì nó về trước, còn con CD thì nó về sau. Con âm ly về hôm qua, con CD nó về hôm nay. Đấy thì là giờ em sẽ khui ra và giới thiệu đến anh em và xem cái độ đẹp và ghép vào để test chất âm để cho gửi về cho anh em ở Việt Nam cho nó kịp thời anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì cứ inbox Zalo giúp em nhé. Và anh em cần mua hàng gì thì cứ comment bên dưới video, em sẽ trả lời và em sẽ tìm mua hàng giúp các anh và giới thiệu đến cho các anh nhé. Con này thì còn thùng xốp anh em nhé. Về với tình trạng là còn thùng xốp. CD A110 gồm có khiển zin này, gồm khiển zin này em nhá. Cuốn Setsume này, đây Setsume là một cuốn hướng dẫn sử dụng anh em nhá. Sử dụng đây em nhá. Và cái này là cái anh em lưu ý dù mà cho những anh em lần đầu tiên sử dụng anh em nhá. Đấy. Lưu ý cho những anh em lần đầu tiên sử dụng. Đấy. Bây giờ em sẽ bê em nó ra. Em sẽ tắt video thì em bê em nó ra nhá anh em nhá. Đây nhá các anh nhá, em vừa mới bê em nó ra. Và dây nguồn thì anh em có thể thấy là dây nguồn zin. Đây nguồn zin chân giác hai chấu anh em nhé, Đấy. Dòng các cái dòng âm ly high end thì tất cả đờ lông là phát triển lên chân giác hai chấu anh em nhé. Và đây là khiển zin theo máy anh em nhé, khiển zin theo máy. Anh em thấy là khiển còn rất đẹp anh em nhé, khiển zin theo máy. Đó. Đây là cuốn catalog anh em nhé, catalog hướng dẫn sử dụng tất cả một các chi tiết hướng dẫn sử dụng máy ở đây trong này anh em nhé. Đó. Và đây là cho dành cho những người bắt đầu sử dụng anh em nhé. Ở trong này có tất cả những cái bắt đầu hướng dẫn sử dụng trong này anh em nhé. Bây giờ em sẽ mở máy ra. Tem A110 anh em nhé, tem của A110. Đây anh em nhá. Đây anh em có thể em thấy em quay mặt trước cho anh em xem. Đây là tất cả các cái này là bụi nha anh em nhá, bụi nhá. Lát nữa em sẽ phủi bụi đi và lau sạch sẽ để gửi về cho anh em nhá. Anh em có thể nhìn chiêm ngưỡng ở mặt trước. Đó. Một chút các mặt lưng này, anh em không có một vết chảy xước hay một vết cấn cạnh nào nhá. Đây là vết bụi thôi anh em nhá. Lát em sẽ lau sạch đi. Vệ sinh sạch đi anh em nhá. Đó. Hàng lướt thì nó có một chút bụi anh em nhá, không có vấn đề gì cả. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Giờ em sẽ bỏ cái lớp giấy này ra. Đó, và giờ em sẽ quay bốn xung quanh để giúp các anh có thể chiêm ngưỡng được em nó độ đẹp của em nó em anh nhá. Đây anh em nhá, anh em có thể thấy là không có một vết cấn cạnh hay một vết lông mèo hay mũi đốt nào cả anh em nhá. Đây, các chân đầu ra. Audio out này. Đấy, anh em nhá, cũng như Cosian Optical. Đấy, in control anh em nhá. Các chân rắc nguồn hai chấu này. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhá.
Đây, em sẽ vệ sinh đi. Vệ sinh một chút qua đi anh em nhé. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Vệ sinh qua một chút là nó sạch bóng này. Đây anh em nhá, đây là mặt hàng bên em, là hàng của em thì đều là tuyển chọn, hàng tuyển chọn nên là không có một vết lông mèo anh em nhá. Và cái hàng này em bao zin, zin nguyên bản về cho các anh nhá, chưa qua sửa chữa và chưa qua tháo vít, chưa tháo vít anh em nhá, chưa tháo vít. Đấy, thì mặt trước anh em có thể thấy là không có nút nguồn này anh em nhá, display này anh em nhá, và các cái phím chức năng như là dừng này, dừng và tua và lấy bài này anh em nhé. Và các anh em có thể thấy là cái logo của cái bản A110 này cũng là thiết kế một cách rất là tỉ mỉ anh em nhé, rất sang trọng. Anh em có thể thấy là logo in dập ở bên trong và tráng một lớp gương, và cả chữ Inversely là cũng đều là in khắc chìm bên trong anh em nhé. Đó, máy cực đẹp anh nhá. Anh em có thể thấy đầu ra này, chân đắc audio out này, sáng bóng luôn anh em nhá. Ocean này, đầu ra nhá anh em nhá, digital audio out optical nhá anh em nhá, Ocean nhá. Và máy thì điện là mới điện 100V anh em nhá, điện 100V và công suất nguồn là 42W. Đó. Và số series là 00295 anh em nhá. Máy được sản xuất và bán vào năm 2020 anh em nhá, 2020, và rắc 2 chấu anh em nhá. Rắc nguồn 2 chấu. Đó. Anh em nhá, giờ em sẽ kết hợp với cái con Omni A110 anh em nhá. Thì anh em nhá, em vừa mới test chất âm con này với đĩa CD, thì em vừa test chất âm rồi, và anh em nào muốn nghe chất âm thì cứ vào Zalo của em, em đăng trên trang Zalo rồi nha anh em nhé. Đấy thì anh em rất thông cảm cho em là bởi vì YouTube họ đánh bản quyền nhạc có lời rất khiếp, nên là em đăng lên sẽ bị tắt kiếm tiền và bị sập mất kênh, thì nó sẽ bị mất cái chỗ giao lưu của anh em nhé, anh em nhé. Và em cuối cùng em xin chúc tất cả anh em sức khỏe, và anh em nào có nhu cầu đặt hàng mua hàng thì cứ inbox Zalo giúp em, em sẽ giới thiệu cho anh em, và anh em cần những mặt hàng gì thì anh cứ inbox giúp em sẽ giới thiệu và em sẽ tìm giúp các anh nhé, anh nhé. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành và tin tưởng trong thời gian vừa qua. Em cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người vào một video gần nhất anh em nhé.